Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Sức mạnh to lớn, trực tiếp xuyên qua huyền âm cương ấn mà hắn xem là tự hào. Cao thủ tuyệt đỉnh đại nội này hoàn toàn không biểu hiện ra phong phạm của cao thủ, đã bị một chiêu đánh bay, chỉ một chiêu. Xảy ra chuyện gì vậy, ở trong căn phòng này? Ở trên căn phòng bị thủng một cái lỗ hình tròn. Là hắn làm sao, đền tiền. Ma Thiên Các ra tay, ai dám nhúng tay vào? Cút! Vâng. Thần Đô cao thủ như mây, nhưng tự cho rằng không ai một chiêu có thể đánh bại mình. Ta đã nhận được bài học rồi. Nói, nghe nói các chủ của Ma Thiên Các, thủ đoạn kinh người, vẫn luôn muốn tìm cơ hội sát với các chủ. Cho dù là thua rồi, ta cũng tâm phục khẩu phục, một chiêu lôi cương này, ta đã thua rồi. Khi công chúa Vân Chiêu lâm bồn, trời giáng trăng đỏ, đây là điểm xấu, ta phụng lệnh tiêu diệt tai tinh. Vân Chiêu công chúa là mẹ ruột của ta. Đúng vậy. Mặc dù người không có danh phận, không có sắc phong, nhưng về tình về lý, ta vẫn lên hành lễ. Ta khấu đầu. Vân Chiêu công chúa vẫn luôn mệnh khổ, ta không nhẫn tâm khiến chút huyết mạch này của ngài ấy bị đứt, cho nên đã không ra tay tàn độc, chỉ để lại huyền âm trường ấn. Trăng đỏ, là kẻ nào đã sai khiến ngươi ra tay? Chuyện này, không chịu nói. Lão tiên sinh hà tất gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Chiêu Nguyệt là đồ nhi của lão phu đòi công đạo cho đồ nhi. Lẽ nào không lên sao? Không phải ta không muốn nói, mà là Phi Tần muốn mưu hại Vân Chiêu công chúa, đã qua đời rồi, ta chỉ muốn dẹp chuyện cho yên thân. Lão phu lấy lý phục người, đạo lý đã nói rõ, đáng tiếc ngươi không nghe lọt tai. Vừa nãy ta nhất thời sơ ý, không cẩn thận bị lôi canh đánh trúng. Ta có thể ẩn nấp trong thâm cung nhiều năm, sao có thể không có chút thủ đoạn nào? Ta biết thực lực của Ma Thiên Các, nhưng ta bị ép đến đường cùng, chỉ đành phải phản kháng. Nơi này nói cho cùng cũng là Thần Đô, nếu hai đai cao thủ khai chiến ở Thần Đô, chắc chắn sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn. Vì bảo vệ sự hào bình của Thần Đô, thủ quân của Thần Đô cũng sẽ được xuất động, thủ quân không quản được, cấm quân sẽ xuất động, đến khi áp chế được trận chiến của người tu hành. Thần Đô phồn hoa như vậy, ngọa hổ tàng long, sao tránh khỏi những trận chiến thời gian dài và có quy mô lớn? Chuyện đó phụ thuộc vào thủ quân của Hoàng Thành, nếu không phải vậy thì sớm đã bị người tu hành san bằng đất rồi. Chuyện đáng sợ nhất là, lấy Hoàng Thành làm trung tâm, là thập tuyệt trận do người tu hành có sở trường về trận pháp trong thiên hạ tu tập bố trí. Sự tồn tại của thập tuyệt trận đủ để làm khiếp sợ tất cả người tu hành trong Hoàng Thành không dám manh động. Cho nên, hai vị có gì từ từ nói, Lý Công Công. Hai vị, bớt giận, lỡ như kinh động đến Hoàng Thành, chuyện này phải làm sao mới tốt. Chủ tử của ta là đương kim Thái Hậu, đại diện cho mặt mũi của Hoàng Thất. Nếu ta thua, thì sẽ là Hoàng Thất thua. Cố chấp. Tư thế vừa nãy của Lý Vân Chiêu không phải rất lợi hại hay sao? Không phải hắn nói có chút thủ đoạn hay sao? Không phải là cao thủ bên cạnh đương kim Thái Hậu hay sao? Sao không đánh lại được như vậy? Hồ đồ rồi à? Hay là nói, Lý Vân Chiêu căn bản chỉ là một tên giả mạo, không có bản lĩnh thật sự, là kiểu người tu hành thêm vào cho đủ đội hình. Tấm thẻ này vẫn chỉ đánh lùi được hắn, không sinh ra hiệu quả đánh chết. Lão Thái Giám, nếu thật sự để ngươi gặp được tỷ lệ 1% này, ngươi cũng đừng trách lão phu. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.